Kính tiễn trẻ giáo du xe Vũ Kim Chính, SJ. Vị khách hành hương. Muốn sống tốt ở đời này, chúng ta phải làm khách hành hương để đi bất cứ đâu, đến nơi chúng ta có thể phục vụ Chúa. Trích lời Thánh Francisco Xavier. Có thể nói, những lời của Thánh Francisco cũng là tâm niệm đời Giê-xu hữu của cha giáo Giuse Vũ Kim Chính, SJ. Vì cha luôn thao thức tìm kiếm Chúa và phục vụ Chúa hơn. Hôm nay, ở bên linh cữu cha, chúng ta cùng hồi tưởng và tạ ơn Chúa vì một hành trình mà vị khách hành hương ấy đã được Chúa dẫn đi. Với những bước chân âm thầm, hy vọng và xác tín trong ơn gọi và sứ mạng phục vụ người. Cha Giuse Vũ Kim Chính sinh ngày 20 tháng 4 năm 1948 tại Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình. Cha được rửa tội để chính thức gia nhập Hội Thánh ngày 22 tháng 4 năm 1948 tại Giáo xứ Dưỡng Điềm, Giáo phận Phát Diệm. Cha là người con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em, gồm 4 nữ, 2 nam. Trong đó, một chị gái và một em gái của cha cũng là nữ tu. Năm 1954, cậu Chính theo gia đình di cư vào Nam rồi tu học tiểu trùng viện Giáo phận Đà Lạt từ năm 1962 đến năm 1969. Sau đó, thầy Chính được gửi sang nước Áo du học. Với biến cố năm 1975 tại Việt Nam, thầy trở thành người mang quốc tịch Áo bất đắc dĩ. 2 năm sau đó, thầy được chịu chức linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1977 ở Áo. Vào năm 1979, cha Chính tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở Đại học Innsbruck với luận án tiến sĩ về Edmund Husserl. Như cha cho biết, những năm tháng này góp phần rất lớn trong kinh nghiệm thiêng liêng và dấn thân của cha. Vì ở đây, cha kinh nghiệm về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương nơi những phận người tha hương. Khi cha được biết đến cánh đồng truyền giáo ở Đài Loan đang được mở ra, cha làm một cuộc hành hương tới Đài Loan với mong ước một ngày không xa có thêm cơ hội phục vụ giáo hội quê hương Việt Nam. Tại Đài Loan, cha học tiếng Hoa 1 năm và sau đó gia nhập dòng tên vào năm 1982. Sau khi khấn lần đầu trong dòng tên năm 1984, cha vâng lời dòng tiếp tục làm cuộc hành hương tri thức khác và hoàn thành chương trình tiến sĩ thần học vào năm 1989 tại Đại học Phụ Nhân Fujian tại Đài Loan. Kể từ đó đến nay, cha đi vào cuộc hành hương tông đồ qua sứ mạng giảng dạy triết và thần học tại Đài Loan. Ngay khi có cơ hội hành hương ở đất mẹ Việt Nam, cha đã về dạy học tại Học viện Dòng Tên Việt Nam vào mỗi mùa hè từ năm 1991 đến nay. Hôm nay, cha đã hoàn tất cuộc hành hương dương thế ngay tại quê hương với thái độ thanh thản khi đang lao tác trên cánh đồng sứ vụ. Nơi vị khách hành hương ấy, có những ước mơ đã thành hiện thực với niềm vui sâu lắng và an ủi thiêng liêng. Cha đã từng ước mơ phục vụ giáo hội quê hương và Chúa đã trao cho cha cơ hội giảng dạy thần học và triết học Việt Nam. Tham gia vào những hội thảo nghiên cứu về đạo hiếu, tôn kính ông bà tổ tiên được Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hay cộng tác biên soạn Từ điển thần học tín lý Anh Việt, vân vân. Thế nhưng, vị khách hành hương vẫn còn đau đáu những ước mơ. Cha đã luôn mong ước một cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và dân tộc Việt Nam qua những thao thức và nỗ lực ban đầu cho việc xây dựng nền thần học bản vị hóa, hay còn gọi là hội nhập văn hóa cho giáo hội Việt Nam. Nơi nền thần học ấy, cha sống như một con người của sứ mạng hòa giải. Điều cha thao thức là làm sao để người Việt có thể cảm thấy đức tin Kitô giáo thật gần gũi
sống động và mang đậm nét văn hóa Việt. Nhiều lần, cha cất công thử tìm nền thân học về tôn kính ông bà tổ tiên, hay nỗ lực hòa giải giữa nền văn hóa Đông Tây, cũng như hòa giải giữa thần học và triết học, vân vân. Có thể nói, cha đã không ngừng cố gắng làm cho đức tin và lý trí giữa thánh thiêng và nhân bản ngày càng trở nên thân thiện với nhau hơn. Không ít lần, cha cũng đã chia sẻ ước mơ về một tầm nhìn đủ xa cho sứ mạng trí thức của dòng tên Việt Nam, là định hướng một thần học bản vị hóa của Việt Nam, như là sứ mạng cụ thể phục vụ giáo hội địa phương. Vẫn còn đó những thao thức. Làm sao hoàn thiện tài liệu lịch sử triết học bằng tiếng Việt để mọi người Việt có thể được tiếp cận? Làm sao để 53 cuốn hợp tuyển thần học của dòng tên Việt Nam được nối kết để thấy cách thức làm thần học tại Việt Nam? Và cả những thao thức về sứ mạng Trung Hoa, một sứ mạng đầy khó khăn nhưng không ít an ủi mà Chúa đã ban cho tỉnh dòng tên Trung Hoa. Cha đã cả đời ước ao phục vụ Chúa và tha nhân, miệt mài dấn thân cho cánh đồng sứ mạng, và Chúa đã ban cho cha được ra đi khi đang lao tác. Một người chiến sĩ ước mong làm việc không tìm nghỉ ngơi và chiến đấu mà không ngại thương tích. Đã có lúc cha ước mơ được chết nơi quê hương Việt Nam, thì Chúa đã ban cho cha được an nghỉ giữa lòng đất mẹ quê nhà, trong tình thân của anh em dòng tên Việt Nam và những người thân yêu. Chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023, đang khi trò chuyện hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp triết học cho một thầy học viên tại phòng khách, thì cha lịm dần đi và được đưa đi cấp cứu. 24 giờ sau, cha mãn phần cuộc đời dương thế, thanh thản về với Chúa trong sự tiếc thương của anh em tỉnh dòng tên Việt Nam và Trung Hoa, thân nhân, học trò và bạn hữu xa gần. Kể từ khi được gửi đi du học tại Áo, suốt hơn 50 năm qua, cha vẫn hằng hướng về quê hương Việt Nam và thao thức với việc đào tạo anh em trẻ. Cha đã có lịch bay về Đài Loan vào ngày 17 tháng 10. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu, Chúa đã không chỉ cho cha được ở lại quê hương Việt Nam bên người thân, mà trên hết, người dẫn đưa cha về với quê hương vĩnh cửu trên trời sau hành trình 75 năm tuổi đời, 46 năm thi hành tác vụ liên mục và 41 năm sống ơn gọi dòng tên Bạn Đường Chúa Giê-xu. Cha đã dành cả cuộc đời miệt mài tìm kiếm hữu thể tối cao, chân, thiện, mỹ, thánh. Và giờ đây, cha đã được diễm phúc diện kiến hữu thể tối cao, mặt giáp mặt. Xin dâng lời tạ ơn Chúa với cha, vì cha và cho cha. Xin Thiên Chúa là đấng suốt đời cha tôn thờ và phụng sự, đón nhận người tôi tớ trung tín trong suối nguồn tình yêu. Nhớ mãi hình ảnh của cha, một Giê-xu hữu uyên bác và đức hạnh, một người cha khiêm tốn và hiền lành, một người thầy suốt đời tận tụy lo cho lớp người trẻ khắp nơi. Thành kính chào tạm biệt và cầu nguyện cho cha Giuse Vũ Kim Chính, SJ. Xin cha cũng cầu nguyện cho chúng con, những người chiến sĩ cũng đang ước mong được phục vụ Chúa dưới cờ thập giá. Xin nhớ đến chúng con khi cha vào nước Chúa cha, đứng giàu lòng thương xót mà cha vẫn luôn kính thờ. Amen. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.